Xin chào, thầy Tuấn Anh đây. Rất vui để được gặp lại em trong bài giảng tiếp theo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu tiếp tục về phần bài toán giao thoa. Đây là phần kiến thức mà em gặp rất là nhiều. Ở buổi trước, thầy đã hướng dẫn em giải quyết bài toán giao thoa đầu tiên. Đó là xác định số cực đại cực tiểu trên một đoạn thẳng bất kỳ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu hai dạng còn lại của phần cực trị giao thoa. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai dạng bài hôm nay. Dạng đầu tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu về việc là nếu người ta không bắt chúng ta xác định cực đại cực tiểu trên đoạn thẳng, mà người ta bắt chúng ta xác định cực đại cực tiểu trên một hình nào đó, ví dụ hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, chúng ta làm như nào? Thì đấy là dạng số 1. Chúng ta sẽ đi vào phần đó luôn nhé. Dạng số 1 sẽ là dạng xác định cực đại cực tiểu trên những cái loại hình như là hình tròn, hình vuông, có thể em gặp hình elip nữa, nhưng mà hình elip thì chính xác là sẽ không thi, bởi vì kiến thức toán chúng ta sẽ không học phần đó. Hình tròn, hình vuông đó, hình chữ nhật, các loại hình, đúng chưa? Đấy, thì biết phương pháp để giải cái hình này nó rất là dễ như sau. Thầy rút ra luôn, đó là với phần xác định cực đại cực tiểu trên những cái hình tròn, hình vuông thì cách làm rất đơn giản nha. Thầy sẽ ghi biểu thức cho thằng hình tròn thôi. Đó gì? Với một hình tròn thì quan trọng nhất là em cần xác định được số cực đại cực tiểu trên bán kính, được chưa? Thì phần này chỉ lưu ý là xác định số cực đại cực tiểu trên bán kính. Tất nhiên là với một cái hình tròn thì nó cũng vô số bán kính. Chúng ta sẽ chọn bán kính phù hợp. Cho bán kính nào thì lát thầy sẽ nói nha. Và cái thứ hai, đó là chúng ta dựa vào tính chất. Thì thường tính được trên bán kính, chúng ta chỉ việc x2 lên là xong. Có nghĩa là chúng ta nhân đôi lên, nhân đôi số cực đại cực tiểu trên bán kính thì nó sẽ ra trên đường tròn. Đó, thì đây là cái mẹo để làm phần này, các bước làm phần này. Thì bây giờ thầy sẽ chuyển sang các ví dụ nha, làm thử để chúng ta hiểu là hai bước này như nào. Phần B nghe thấy thì chưa hiểu lắm, đúng không? Ta sẽ chuyển sang các ví dụ. Ở bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xét ví dụ đầu tiên nhé. Ví dụ đầu tiên nội dung như sau: để cho hai nguồn cùng pha AB bằng 4,8 lambda, O là trung điểm của AB và đề bài yêu cầu là xác định số cực đại trên đường tròn tâm O bán kính R bằng 5 lambda. Ok, đây bài toán xác định số cực đại cực tiểu trên đường tròn. Thì cách làm là như thế nào đây? Chúng ta cùng nhau giải quyết bài toán này. Thầy hướng dẫn thầy. Trước tiên bây giờ thầy sẽ mô tả cái hình ra nhé, để em có thể nắm được cái hiện tượng hơn. Bây giờ thầy có hai cái nguồn A và B. Hai nguồn này thì cách nhau 4,8 lambda. Bây giờ O là trung điểm, và từ O thầy sẽ vẽ một cái đường tròn tâm O và bán kính là 5 lambda. Từ đây vẽ một cái đường tròn tâm O, bán kính là 5 lambda. Ví dụ như thế này, được chưa? Vẽ nó không chính xác lắm, nhưng đây cứ giả dụ như vậy. Đây, đường tròn này. Người ta hỏi là trên đường tròn này thì sẽ có bao nhiêu điểm cực đại, đúng chưa? Bao nhiêu điểm cực đại? Thế em lưu ý như này, bây giờ hai nguồn cùng pha, bây giờ thầy sẽ vẽ cái hình ảnh của các dãy cực đại như sau. Đây. Vẽ tương đối thôi, ta nhìn nhanh để ta tưởng tượng luôn này. Ở đây em để ý thấy một đặc điểm như sau. Tất cả những cái dãy cực đại mà nó cắt AB, đây dãy này cắt AB, dãy này cắt AB, dãy này cắt AB, thì nó sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Cứ một điểm tại AB thì sẽ tương ứng với hai điểm trên đường tròn. Đây nha, nhìn. Cái dãy này nó cắt AB tại điểm này thì nó cắt đường tròn tại điểm này và điểm này. Đúng chưa nào? Dãy này cắt AB ở đây thì nó cắt đường tròn tại điểm này và điểm này. Tương tự, dãy này cắt AB tại đây thì nó cắt đường tròn tại đây và tại đây. À vậy ví dụ với cái hình trên bảng của thầy,
là trên AB nó có 3 đường cực đại, 3 điểm. Đúng chưa? Thì trên đường tròn chúng ta sẽ có 6 điểm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À vậy thì nó giống như phương pháp mà thầy nói nãy. Đó chúng ta xác định bán kính. Chúng ta x2 này thôi. Đúng chưa? Thì ở đây bán kính ấy, lẽ ra là thầy phải lấy từ đây. Ừ. Đây, cái điểm ví dụ A'B' này mình là bán kính của nó, chúng ta phải tính cực đại cực tiểu trên A'B'. Nhưng em để ý một điều là chắc chắn số cực đại cực tiểu nó chỉ nằm trên đoạn AB thôi. Vậy chúng ta tính AB thì nó cũng bằng A'B'. Hiểu chưa? Hoặc chúng ta sẽ rút ra quy ước như này. Nếu cái đường tròn của chúng ta nó bao trọn hai nguồn. Đây, thấy nó bao trọn hai nguồn chưa? Thì chúng ta sẽ tính số cực đại cực tiểu trên hai nguồn và tính x2 lên. Nhớ là đây nó bao trọn hai nguồn. Ok. Vậy thì bây giờ các bước làm thầy như sau. Bây giờ thầy sẽ đi tính số cực đại cực tiểu trên AB là hai nguồn á. Tính số cực đại. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là phần này chúng ta sẽ tính như nào. Đúng chưa? Nhau xem lại nha. Cách làm này. Nhắc lại, buổi trước chúng ta đã làm nhiều rồi. Nên đã xác định công thức. Đây là bài toán mà hai nguồn cùng pha xác định cực đại. Vậy thì ở đây biểu thức sẽ là D2. Để thầy sẽ thay lần lượt hai điểm A và B vào để tính. Tại điểm A. À, tại điểm A thì D2 chính là khoảng cách từ A đến nguồn 2, nó chính là A B trừ đoạn này là AA. Đúng không nào? Sẽ bằng KA nhân lần A. Vậy suy A thay vào nha. AB thì bằng 4,8 rồi, để cho trừ A là bằng 0. Vậy thì ở đây dễ dàng rút ra KA là 4,8. Em tính ra vậy đúng không? Ok. Đây điểm B thì sao? Tại điểm B thì D2 của nó chính là BB. Điểm A, à, từ B tới nguồn A thì chính là BA. Đúng chưa? Bằng KB nhân lan A. Thay số BB là 0, BA thì là bằng 4,8 lan A. KB nhân lan A. Vậy từ đây rút ra KB thôi, bằng trừ 4,8. Vậy thì trên đoạn AB sẽ có số cực đại cực tiểu nằm trong khoảng từ KB đến KA, nghĩa nó chạy từ trừ 4 đến 4. Đúng chưa? Vậy thì trên đoạn AB nó sẽ có là gì nhỉ? À, nhìn này, từ trừ 4 đến 4, vậy là lấy 4 trừ trừ 4 cộng 1, nó có 9 cực đại. Chín điểm cực đại. Vậy là mình đã xong cái bước được tính trên AB. Và như ngay từ ban đầu thầy kết luận thì chúng ta thấy cứ một cái điểm cực đại trên AB thì tương ứng cho chúng ta hai điểm cực đại trên đường hình tròn. Vì vậy chúng ta chỉ việc nhân đôi lên thôi. Mình đã kết luận được luôn số cực đại. Số cực đại trên hình tròn. À, thì rất dễ thôi, ta nhân đôi lên, 9 nhân 2 là 18 điểm. Xong, không, một bài toán khá đơn giản. Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ tiếp theo, ví dụ số 2. Ví dụ số 2 thì có nội dung như sau. Là cho hai nguồn AB bằng 5 lan A và cùng pha. Yêu cầu là xác định số cực đại trên cái hình vuông AMNB. Không, bài toán rất ngắn thôi, ngắn gọn đơn giản. Thì cách làm là như sau. Bài toán này hoàn toàn tương tự với bài trước, nhưng chỉ thay hình tròn bằng hình vuông. Thì bây giờ thầy sẽ mô tả lại hình ảnh để em thể nhìn rõ hơn. Bây giờ giả sử thầy xét hai cái nguồn A và B cùng pha, nó là hai điểm như vậy. Và sau đó người ta yêu cầu là chúng ta sẽ cần đây, đoạn AB là bằng 5 lambda nhé. Chưa? Sau đó thì người ta mới yêu cầu là để xác định cái hình vuông, đúng không nào? A, M, N, B. Rồi.
Vậy trên cái hình vuông này có bao nhiêu cực đại, cực tiểu? Thì cách làm rất đơn giản. Bây giờ trước tiên để làm thì thầy sẽ mô tả một chút này. Bây giờ thầy sẽ cũng sẽ vẽ lại cái hình ảnh giao thoa đã. Đây. Các đường nét đứt màu vàng là các cực đại giao thoa. Đó. Rồi, thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây. Giả sử với số cực đại ít như vậy thôi, ta nhận xét điều gì xảy ra. À, ở đây chúng ta để ý là gì? Cứ mỗi điểm cực đại cắt AB, mỗi điểm cực đại cắt AB thì nó sẽ cắt thêm trên AB một trên cái hình vuông AMNB trên các cạnh còn lại một điểm nữa. Đây, ví dụ điểm điểm này cắt AB cắt trên MN, điểm này cắt AB tiếp tục cắt trên MN, đúng chưa nào? Điểm này cắt AB tiếp tục cắt trên MN. Đó. Thế nếu mà có những cái đường mà nó cong hơn, đó, thì gọi là nó cong hơn, ví dụ như này. Đó, thì nó cắt AB, nó không cắt trên đoạn MN thì nó sẽ phải cắt ra trên cạnh AM. À vậy có nghĩa điều gì? Tất cả những điểm cắt cực đại cực tiểu trên AB thì cái dãy cực đại của nó cũng sẽ cắt cái hình còn lại là A, M, N, B. Đó. Nó cắt ba cái cạnh còn lại là A, M, M, N, N, B. Đó. Thế nên là ở đầu bài thầy mới rút ra quy ước là gì? Ta chỉ cần tính trên một cạnh, sau đó nhân đôi lên sau. Đây, ở đây nhá. Cứ một điểm cắt trên AB thì từng có một điểm cắt trên một trong ba cạnh còn lại của hình vuông A, M, N, B. Hiểu chưa nào? Vậy thì nhiệm vụ chúng ta rất đơn giản thôi. Chúng ta lại tính trên AB, chúng ta nhân đôi lên. Được chưa nào? Thì các bước là đầu tiên tính trên AB đã. Tính cực đại trên AB thì chúng ta tính như nào đây? Dễ thôi đúng không? Là dùng công thức hai nguồn cùng pha cực đại, vậy đây thầy có D2. Tay điểm A. Quen rồi nha, thầy không biểu diễn cụ thể nữa. Đây 5 lambda. KA là bằng 5. Tại điểm B thì sẽ là trừ 5 lambda đúng không? Suy ra KB thôi. Sẽ bằng mấy nhỉ? Trừ 5. Người ta kết luận được luôn số cực đại trên đoạn AB. Ở đây lưu ý không được lấy từ trừ 5, 5 bởi vì số cực đại cực tiểu chúng ta không tính hai nguồn. Vậy thì thầy sẽ chỉ tính từ trừ 4 đến 4 thôi và nó sẽ có 9 điểm. Xong đây rồi, chúng ta kết luận được số cực đại trên cái hình vuông AMNB ta chỉ vừa nhân đôi liền xong. Nhân đôi lên 9 x 2 chúng ta sẽ có là 18 điểm. Bây giờ ta tiếp tục ví dụ số 3. Ví dụ số 3 nội dung như sau: cho hai nguồn A và B có phương trình lần lượt như trên bảng. Với điều kiện là AB thì bằng 10 cm, vận tốc truyền sóng là 40 cm trên giây. Xác định số điểm dao động với biên độ là 5 trên cái hình tròn tâm O bán kính R 4 cm. O là trung điểm của AB. Đây là bài toán mà người ta yêu cầu chúng ta xác định số điểm biên độ là 5 chứ không phải là cực đại cực tiểu, đúng không? Và ở buổi trước thầy đã có ví dụ để hướng dẫn em cách xác định số điểm dao động biên độ bất kỳ, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ ứng dụng nó là mình sẽ hướng dẫn cách làm ở đây như sau. Đầu tiên ta sẽ nhìn cái hình ảnh của nó một chút để chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Bây giờ thầy có hai nguồn A và B đặt cách nhau 10 cm. Đây là O. Và từ điểm O này thì người ta dựng một cái hình tròn bán kính nó là 4 cm.
Rồi. Đây là điểm O. Thế thì để tính điểm cực đại, cực tiểu hoặc là điểm bất kỳ thì cái mà thầy cần tính là thầy sẽ phải tính số điểm đó trên cái đường bán kính. Đúng không nào? Vì đây nó không phải là cái đường tròn ôm trọn hai nguồn. Nếu ôm trọn hai nguồn ta tính trên hai nguồn ta nhân đôi là xong. Nhưng đây nó không ôm trọn hai nguồn nên thầy sẽ phải gọi hai cái điểm tạo thành cái bán kính. Đường kính ở đây chính là điểm M và điểm N, thầy gọi nó. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ đi xác định số điểm của biên độ là 5 trên đoạn MN, sau đó x2 lên là xong. Đúng chưa nào? Vậy về cách làm, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định số điểm có biên độ A bằng 5 cm trên cái đoạn MN. Đúng chưa nào? Thế để xác định thì chúng ta phải xem là công thức sử dụng đây gì. Ở đây nó rơi vào trường hợp là biên độ khác nhau và hai nguồn thì cũng không cùng pha, không ngược pha, đúng không? Vậy mình sẽ dùng công thức. Công thức như sau. Nhớ không nào? Với cái trường hợp là biên độ khác nhau như này thì dao động tổng hợp A bình phương sẽ bằng A1 bình cộng A2 bình, 2A1 A2 nhân cos của delta phi. Đúng chưa? Delta phi độ lệch pha. Nhớ đây, độ lệch pha truyền tới các điểm chứ không phải độ lệch pha của hai nguồn nha. Thế ở đây chúng ta nhận xét như sau. A1 là bằng 3, A2 là bằng 4 và A này bằng 5. Vậy thay vào đây thì nó là 5, 3, 4, nó là Pythagore luôn. Vậy cụm này phải bằng 0. Đúng chưa nào? Bằng 0. Cụm đấy bằng 0, vậy thầy xòe cốt của delta phi bằng 0. Cos delta phi bằng 0, vậy xòe delta phi sẽ bằng pi trên 2 cộng với kp. Rất quen thuộc đúng không nào? Delta phi là gì nhớ không? Thầy vừa mới nói lúc nãy, bây giờ ta xem lại. Delta phi là độ lệch pha của sóng từ hai nguồn truyền tới một điểm bất kỳ. Nó tính bằng biểu thức là 2pi đó. Đây là delta phi của mình nha. Đúng chưa nào? Thế bây giờ mình sẽ rút gọn ra. Rút gọn nào xem nào. 2pi D2 thì D1 trên lambda này. Không rút được cái gì cả. Phi A đồng pi trên 6, phi B 2pi trên 3. Vậy trừ nhau này sẽ trừ pi trên 2. Hết từ đây, mình sẽ rút ra luôn. Chuyển đây nhân chéo. Vậy thì ông này chuyển sang đây thì sẽ là 1, đúng không nào? Là pi trên pi cộng kp. Vậy đây thì sẽ được là D2 trừ D1. Nó sẽ có dạng là k k cộng 1 nhân với lambda trên 2. Đó. Thực ra nó chính k lần này trên 2, k cộng 1 cũng thế vì k là số nguyên, đếm nó được, mình cứ để đúng dạng này tính. Ở đây, đây chính là công thức để những điểm trong không gian có biên độ là 5 cm. Đây, cứ điểm nào thỏa mãn điều này thì biên độ là 5. Bên nhiệm vụ chúng ta tính trên MN, vậy thầy thay lần lượt điểm M và điểm N vào. Đây thầy nha. Tại điểm M, D2 của điểm M chính là MB. Đúng chưa nào? Bên mình nhìn lại nhá. AB này là bằng 10 này. Đây, cái đoạn AB là 10. Đúng không? AB trong 10. Rồi. MN này là bằng 8 vì bán kính nó bằng 4. Vậy cái đoạn này là 4. Đoạn này là 4. Đúng chưa nào? Nhìn thấy chưa? Vậy thì cái thằng MB này nó sẽ bằng mấy? MB bằng 9, đúng không nào? Trừ MA thì sẽ bằng 1 bằng này KM nhân lambda. Lambda đây chưa có, mình phải tính một chút. Lambda đây thì mình sẽ rút từ omega bằng 40π. Omega 40π. Vậy xe là F là bằng 20. Vậy tính được lambda bằng V chia F.
À, V bằng 40 chia 20, vậy cái ông này sẽ bằng 2 cm. Đúng chưa nào? Ở đây sẽ bằng KM này cộng với lại 1 nhân với lambda trên 2. Lambda trên 2, lambda bằng 2, vậy đây sẽ là 1. Đúng chưa nào? Vậy thầy sẽ rút ra KM. KM ở đây là gì? 8 này. À, trừ 1, vậy nó sẽ bằng 7. Tiếp theo thì sẽ xét cái thằng can à, điểm N. Điểm N. N thì chúng ta sẽ làm tương tự thôi. NB là 1 trừ 9 thì sẽ bằng KN cộng với 1 nhân 1. Chưa nào? Nó rút thôi. KN là trừ 8 trừ 1, vậy KN là trừ 9. Ok, vậy đến đây mình sẽ kết luận được là số điểm dao động với biên độ là 5 trên đoạn MN. Có biên độ A bằng 5 cm trên đoạn MN. Xác định bằng biểu thức là lấy 7 trừ cho trừ 9 cộng 1 sẽ ra là 16 điểm. Xin lỗi, 17 điểm. Đúng không? 17 điểm. Đúng chưa? Đó, đấy số điểm trên đoạn MN. Tuy nhiên, ở đây lưu ý cho thầy này. Một điểm rất đặc biệt đó là gì? KN và KM là số nguyên. Số nguyên nghĩa là gì? Chính điểm M và điểm N này nó là một điểm có biên độ là 5. À, điều đấy đồng nghĩa với việc giả sử cái dãy dao động với biên độ là 5 thầy vẽ bằng cái phấn màu vàng này. Đây, giả sử như vậy. Thì nhìn này. À, đây, hoặc điểm N nữa. Ta so sánh với một cái điểm khác, giả sử nó có một cái dãy ở đây nữa, như này. À, chúng ta so sánh, ta thấy là gì? À, cái dãy này này, khi nó cắt MN thì nó sẽ cắt hình tròn 2 lần. Nhưng cái điểm này, cắt điểm M thì nó sẽ không cắt hình tròn lần nào nữa, chỉ tính duy nhất cái lần này thôi. Đúng chưa nào? À, vậy thì khi chúng ta nhân đôi, ta lưu ý chúng ta sẽ bỏ lại M và N, ta chỉ nhân đôi các điểm còn lại thôi. Ở đây chúng ta có 17 điểm. Vậy thì trừ 2 điểm MN thì trong cái đoạn từ MN trừ 2 điểm đầu mút MN thì có 15 điểm. Và 15 điểm này thì sẽ được nhân đôi, còn MN thì không. Vậy thì chúng ta sẽ có công thức tính số điểm dao động biên độ là A. Được chưa? Số điểm dao động biên độ là A 5 cm trên hình tròn tâm O bán kính R. Tính biểu thức như thầy vừa nói, 17 điểm này phải trừ 2 đầu mút, vậy sẽ là 15. 15 điểm này được nhân 2, chúng ta sẽ phải cộng thêm M và N. M và N là 2 điểm nữa, và chúng ta sẽ được cái này sẽ là 32 điểm. Đó là một bài toán mà chúng ta sẽ phải loại trừ cái điểm M và điểm N ra. Lưu ý nhá, nếu mà hai điểm đầu mút mà nó rơi vào cái hoàn cảnh như này, chúng ta sẽ loại trừ nó. Rồi, đấy là ba ví dụ mà thầy muốn nói với em về cái dạng là xác định số điểm cực đại điểm trên một cái hình tròn, hình vuông, một cái hình kín nào đó. Thì cách làm mình đơn giản như vậy thôi. Nhớ những cái điểm lưu ý cho thầy. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái dạng tiếp theo, là một số bài toán cực trị khác về dạng giao thoa này. Ta sang dạng tiếp theo. Bây giờ ta tiếp tục ví dụ số 4. Ví dụ số 4 như sau. À, hai nguồn AB cách bằng 40 cm cùng pha. Tần số F là bằng 10 Hz và vận tốc thì bằng 2 m/s. Điểm M vuông góc với AB tại điểm A, dao động biên độ cực đại và yêu cầu xác định giá trị cực đại của AM. Một bài toán khá lạ đúng không nào? Nó không có đếm cực đại, không có đếm cực tiểu gì cả. Để thầy sẽ hướng dẫn em cách làm. Và như thường lệ, để chúng ta dễ hiểu hơn, thầy sẽ vẽ cái hình ảnh giao thoa đây. Chúng ta nắm rõ hiện tượng. Bây giờ hai nguồn AB như vậy. M nằm trên đường thẳng MA thì vuông góc với AB. Điểm M vuông góc với AB tại A. Đó. Đây. Vậy ví dụ M nó sẽ nằm trên cái đường này. Nằm trên cái đường nét đứt này. Rồi. Bây giờ người ta yêu cầu là M nó phải là một điểm cực đại. Thì ở đây thầy sẽ vẽ những cái điểm cực đại bằng phấn màu vàng. Đã nhận xét nào.
Đây, bây giờ thầy sẽ vẽ một bên một phía thôi. Giả sử là nó có bốn đường cực đại như này. Mình chưa có tính. Và nhận xét này. Để M là cực đại thì M bắt buộc phải nằm trên các đường nét đất màu vàng. Mà để khoảng cách MA lớn nhất thì M nó phải nằm ở cái đường có cái độ cong nhỏ nhất. Chính là cái đường ở đây. Đường này là đường gần trung trực nhất. Trung trực thì hiển nhiên không thể cắt được rồi. Mình đến thẳng. Nhưng đường này khả năng cắt được nhất đây. Điểm này sẽ có khoảng cách MA lớn nhất. Được chưa? Ngược lại thì cái điểm này, điểm cong nhiều nhất này sẽ có khoảng cách MA nhỏ nhất. Được chưa nào? Vậy thì dựa vào cái tính chất này thì chúng ta nhận thấy ngay, để cho MA cực đại thì điểm M phải nằm trên cái dãy gần trung trực nhất, nghĩa là dãy ứng với K bằng 1. Ngược lại, nếu một bài toán người ta yêu cầu xác định cực tiểu của AM thì nó sẽ phải nằm đường này là ứng với thằng K lớn nhất. K lớn nhất có thể. Đúng chưa? Còn đây là K bằng 1. Ok chưa? Đó, thì cách giải quyết là như vậy thôi. Sau khi nhận xét xong thì mình giải quyết bài toán rất đơn giản như sau. Vậy thì chúng ta đã nhận xét được là điểm M nó nằm ở đây. Nó sẽ ở cái dãy ứng với K bằng 1. Đúng chưa nào? K bằng 1. Thì thầy sẽ nối điểm M với điểm B. Thì đây sẽ là D2. Còn MA chính là D1. Chúng ta đang cần xét cực đại cực tiểu của MA và mình nhận xét để MA cực đại thì M nó phải nằm trên cái dãy số 1. Dãy số 1 thì điều này đồng nghĩa với việc là D2 trừ D1. M là cực đại, vậy nó tuân theo công thức cực đại là bằng K lambda. Đúng chưa? Đây là công thức của mình nha. Công thức. Bây giờ chúng ta đi tính cái lambda đã. Cái lambda chúng ta dùng biểu thức rất quen thuộc. Lambda thì bằng V chia F. Đúng không nào? V ở đây thì bằng 2 mét trên giây, thầy sẽ đổi ra cm tính cho dễ dàng. Sẽ bằng 200 chia cho F là 10. Đây sẽ bằng 20 cm. Rồi, xuống kia xong mình thay vào đây. Chúng ta thấy để cực đại để AM cực đại thì nó phải nằm ở dãy số 1, có nghĩa là K là bằng 1. Căng 1 bên chúng ta thay vào đây thôi. D2, nhìn nào, thay biểu thức này. D2 chính là đoạn MB. Tam giác MAB vuông tại A, vậy thì D2 theo Pythagore nó sẽ bằng D1 bình cộng AB bình. AB chính là bằng 40, D1 thì là MA. Vậy cái cạnh đó sẽ là căn của MA bình phương cộng với lại 40 bình phương trừ D1 thì là MA rồi, bằng K lambda, K 1 lambda 20. Ok. Vậy thì đây một phương trình rất dễ giải rồi. Đây là chuyển vế rồi bình phương, có thể bấm máy tính luôn. Thì đáp số ở đây sẽ được MA bao nhiêu? MA sẽ bằng 30 cm. Đúng chưa nào? Và đây cũng chính là giá trị cực đại của MA. Chúng ta kết luận luôn. Giá trị của MA nó sẽ bằng 30 cm. Khi mà lưu ý quan trọng nhất là nó phải nằm ở cái dãy số 1. Là vừa kết luận đây. Nếu người ta yêu cầu cực tiểu, chúng ta sẽ phải tính xem là trên AB có mấy dãy cực đại và ứng K lớn nhất là K nào. Được chưa nào? Ok. Đấy là một bài toán khá là hay, chúng ta cũng rất hay gặp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo. Bây giờ chúng ta xét ví dụ số 5. Cho hai nguồn AB có dạng phương trình A cos 40 pt, có nghĩa hai nguồn này cùng biên độ, cùng pha. Đoạn AB bằng 8 cm, vận tốc truyền sóng bằng 30 cm/s. Đoạn CD bằng 4 cm, có cùng trung trực với AB. Xác định khoảng cách cực đại từ CD tới AB để trên CD có 3 điểm cực đại. Ok. Một cái bài toán một cái bài toán ở cái dạng xác định số cái khoảng cách cực đại điểm. Thế để làm nó thầy lại vẽ lại cái mô hình nhá, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Đây thằng A với thằng B này. Đúng chưa? Rồi trên AB nó sẽ có những cái dãy cực đại cực tiểu, mà do hai cái thằng này nó cùng pha nên thầy có thể vẽ được dãy cực đại cực tiểu là những cái đường màu vàng ở đây. Trung trực chắc chắn là một dãy cực đại rồi đúng không? Ứng với K bằng 0. Đây có thêm một dãy nữa. Đúng chưa? Đây có một dãy nữa.
Đó, như thế này. Ta mô phỏng rồi nhưng thầy không vẽ chính xác nhá. Ok, đấy, cái hình ảnh tương đối này. Bây giờ cái đoạn CD nhá. À, nó cùng trung trực với AB, vậy là nó cùng điểm này. Cùng trực AB, vậy là C và D đối xứng nhau qua đây. À, mà trên CD thì có 3 ba cực đại. Thế muốn CD có 3 cực đại thì điều gì xảy ra ở đây? À, CD nó phải là cái đoạn thẳng nằm như vậy. Đây, ví dụ như này. Đúng chưa? Ví dụ CD như này. CD tất nhiên nó sẽ song song với AB rồi, nó cùng trung trực, đúng chưa? Thì đây, chúng ta thấy nó sẽ có 3 cực đại ở đây. Ở đây. Đúng chưa? À, thế bây giờ thầy muốn thằng CD này là lớn nhất. À, nó xa AB nhất, khoảng cách của nó. Ừ. Thì đây này, nếu mà thầy nâng dần nó lên để khoảng cách nó xa. Em để ý là ví dụ tới đây là cực đại, à, là mắc của nó rồi. Đúng chưa nào? Đây, CD màu đỏ này là mắc rồi. Có nghĩa là C và D vừa chạm vào cái đường số 1 này, à, càng 1 này. Thế nếu thầy nâng nó lên tiếp, đây nha, nhìn này, thầy chỉ tịnh tiến thằng CD lên thôi, khoảng cách nó không đổi nha. Đây, thầy tịnh tiến nó từ đây đến đây, từ đây đến đây. Thầy thấy là gì? Khi thầy tịnh tiến đây, à, thì C và D nó nằm ở cái dãy này, thì đây là vừa đủ 3 cực đại, đúng chưa nào? Nếu tịnh tiến lên tiếp thì hoàn toàn là CD nó vượt ra ngoài và chỉ còn có một cực đại thôi. Thấy chưa nào? Ok. Vậy thực chất bài toán này là gì? Khoảng cách CD với AB mà mắc ấy thì có nghĩa là C và D nó phải là cái cực đại số 1. Đúng chưa nào? Cực đại số 1. Đó. Thì từ đây mình rút ra quy ước, ví dụ bài này nó hỏi là trên CD mà có 5 cực đại. Vậy thì C và D nó phải cực đại số mấy? Đúng rồi, số 2. Đúng nào? Mình tính tiến đây. Đó, rất dễ rồi nha. Vậy thì bài này giải quyết nó xong rồi. Đúng không? Chúng ta nhận xét xong tính chất đấy thì chúng ta rút ra. À, để CD mắc. Khoảng cách CD tới AB mắc. Thì C và D nó phải là cực đại số 1, hay có nghĩa điểm C là cực đại ứng với KC bằng 1. Ứng KC bằng 1. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm cách tính nó. Tìm cách tính nó. À, bây giờ chúng ta sẽ đi tính cái khoảng cách cực đại đâu. Làm sao tính được khoảng cách cực đại đây? Thầy vẽ lại một cái hình mới nha. Nhìn nó dễ. B đây. Đây, bây giờ giả sử là trung điểm trung trực. CD nằm ở đây đi. CD. Rồi, thì bây giờ thầy xét cái thằng C thôi. À, D cũng được, nhưng mà thầy xét thằng C. Nè. C, D xét thằng nào cũng được. Đó, đây là D1 của nó, đây là D2 của nó. Rồi, bây giờ thầy gọi khoảng cách từ CD tới AB là H. Đây, đoạn này là H, được chưa? À, bởi vì là CD bằng 4, nên đoạn này là 2, đoạn này là 2. Vẽ hạ vuông góc đây thì cái đoạn nhỏ này là 2. Đúng chưa? Đoạn nhỏ này là 2. Đoạn này thì là 4 rồi. Cái AB nó bằng 8. Đúng chưa? Bây giờ mình dùng công thức rồi. Hai nguồn cùng pha và C cực đại. Và anh ta có D2 trừ D1 bằng K lambda. À, bây giờ anh ta phải tính lambda một tí. Đúng chưa? Lambda đây. Lambda bằng V chia F rồi. Omega bằng 40, vậy thì F là bằng 20. V đây sẽ là 30 chia 20. 1,5 cm. Đúng chưa nào? Để mình thay vào đây là xong rồi. À, D2 à, chính là đoạn CB này. Thầy sẽ thấy là bằng H à, trong tam giác vuông này. Thấy chưa? Thầy bằng H bình cộng với cái đoạn này là 6 bình phương. Trừ D1. D1 thì ở đây sẽ bằng H bình cộng 2 bình phương. Thì bằng K lambda. K là bằng 1, đúng chưa? Tại điểm C. Đây mình đang xét tại điểm C nha. K là bằng 1, lambda là 1,5. Ok, đến đây phương trình lại quen thuộc rồi. Có thể bấm máy tính giải quyết nó đúng không? Vậy tính được H.
H chính khoảng cách lớn nhất. Và đây đáp số thì tính được là H nó sẽ xấp xỉ bằng 9,7 cm. Đây đáp số bài này. Vậy là khoảng cách từ CD tới AB lớn nhất là 9,7 cm. Để thỏa mãn, trên CD có 3 điểm cực đại. Ok, thì đấy, hai cái ví dụ vừa rồi thầy xét về cái dạng là khoảng cách cực đại, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ phải dựa vào những cái tính chất của hình học tính, chủ yếu dựa trên tính chất là nó cực đại thì nó phải có k càng nhỏ càng tốt, đúng chưa? Còn nó cực tiểu thì k nó phải lớn. Đấy, thì mình phải ghi nhớ điều này sang cái mind map bên này nhá. Mình sẽ ghi nhớ luôn cái điều này là gì? Cái dạng xét khoảng cách cực đại dạng số 2 là xét khoảng cách cực đại. Cực tiểu. Đó. Thì dạng này lưu ý là nó dựa trên cái hình thức chung là tính mắc, tính khoảng cách mắc thì chúng ta sẽ lấy k nhỏ nhất có thể, k min, thường đây k sẽ bằng 1. Còn tính min, khoảng cách mà min thì chúng ta sẽ phải lấy k mắc. K mắc bằng mấy chúng ta sẽ phải dựa vào trên là trên hai nguồn tạo được k mắc bằng mấy. Ok. Vậy là hôm nay chúng ta cùng nhau đi hết hai cái dạng xác định cực đại cực tiểu trên các hình và chúng ta xác định khoảng cách cực đại. Thì hy vọng sau bài này em đã nắm được cách làm và hãy làm hết những bài tập đi kèm với video này. Chúc em học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.